Thật sự là em không muốn mất vợ em. Em cũng vậy. Ruby, không muốn mất phải đi tìm nó gì đây. Nhưng mà mẹ nói thiệt với con nghe, nó giận con là dữ lắm luôn á. Bây giờ mà con dát cái mặt qua nhà nó là nó đuổi con về trong thê thảm á. Vậy bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ có ý gì không ạ? Mẹ cũng chưa có cách nào nữa đây nè, cũng chưa có ý gì hết. Nhưng mà mẹ thấy nó giận dữ lắm đó, mà nó cương quyết nữa đó. Nó nhất định nó không về nhà này, nói gì nói cũng không xi nhê. Vợ con là một người rất là hoài niệm. Mặc dù bây giờ cô ấy rất là giận con, rất là hận con. Nhưng mà nếu như con kể lại chuyện xưa thì con nghĩ cô ấy chắc mũi lòng. Trời ơi, anh thương vợ, anh hiểu vợ quá ha. Vậy mà suốt ngày đi đánh bài, làm cho vợ buồn. Thôi, chuyện cũ rồi mà em, đừng có nhắc nữa. Em nói gì sai sao? Giả sử là chị Bích, chị ấy trả nợ cho anh thật đi chăng nữa, thì anh có đầu thai 10 kiếp cũng không trả hết được cái số nợ tình nghĩa với chị ấy đâu. Chuyện đó qua rồi mà. Đàn ông các anh thật là tệ bạc. Nè, đừng qua đứa có nắm chứ. Thôi mấy đứa nín hết đi, đừng có gây qua gây lại nữa. Bây giờ làm đủ mọi cách là phải kêu cô Bích về nhà mình. Dạ, dạ. Nhưng mà... Nín! Ở trong cái nhà này, ai cũng được quyền nói của mình, con không được nói. Mẹ ơi, mẹ đừng nóng giận quá. Người ta nói nóng giận là dễ bị trăng xong, tai biến mạch nó não á mẹ. Mẹ, con thấy mẹ nói đúng đó. Cứ cho dù là số tiền đó là của Thím Bích đi, thì chú định làm gì với số tiền đó? Định trả lại nó à? Đúng. Em không lấy tiền của Bích đâu. Trời ơi, hôm nay bày đặt sĩ diện quá ha. Ruby, đừng nói nữa mà. Thôi, đừng có nói qua nói lại nữa. Quan trọng là kỳ này mình trả nợ cho người ta nè. Thì cái thằng này nó có hối hận không? Nó có thề không? Mà nó thề bao nhiêu lần cho nên mẹ không có tin. Trời ơi, đó, nếu mà nó hối hận thì còn đỡ. Còn nó không hối hận thì cái bà già này gần xuống lỗ cũng phải ngóc đầu dậy để trả nợ cho nó nữa. Nói biết bao nhiêu lần rồi, không biết nó có vô não nó không, hay là cái não nó là chỉ là tàu hũ thôi. Bình thường anh nói nhiều lắm mà, sao bây giờ anh không hé miệng ra một câu được vậy? Mẹ chưa có cho phép anh nói. Ruby, đừng châm dầu vào lửa nữa. Anh hai, anh đừng có bênh chuối nữa. Người đáng bênh bây giờ là chị Bích, chứ không phải là anh Tài. Lẽ ra bây giờ anh phải chửi anh ấy thật nhiều để anh ấy tỉnh ngộ ra. Đúng rồi đó, lần này á, con đồng tình với Thím Ruby. Cảm ơn chị. Chú Tài, giải quyết xong cái việc này á, chú phải đi kiếm vợ chú về đây cho tôi nghe chưa? Đúng vậy. Chứ không là tôi dọn nhà tôi mệt lắm rồi. Chuẩn không cần chỉnh. Thôi mà. Đến lượt anh rồi đó hả? Muốn đòn hay sao? Thôi đừng có nói qua nói lại nữa. Nếu con còn lòng tự trọng, con biết mình phải làm gì rồi đó. Con nói thiệt với mẹ, bây giờ con không có mặt mũi gì gặp vợ con hết á mẹ. Trời đất ơi, không còn mặt mũi cũng phải dát cái mặt ra bển, làm cách nào phải đưa con Bích về đây. Đàn ông đàn ai thì mở miệng ra nói gì vậy mà còn không biết nhục hả? Mẹ nói đúng á. Dù sao mọi chuyện dở lỡ rồi, nhu nhược không phải là cách đâu. Ơi, mọi người không có ai có cách, chắc bà già này phải xuống tay nữa quá. Mẹ tính làm gì mẹ? Nít! Ở nhà này ai cũng được nói, có mình con không được nói. Bây giờ nè, tất cả phải nghe lệnh của mẹ, phải làm bằng được, nghe chưa? Dạ. Dạ. Dạ, con biết rồi mẹ. Không được nói. Chị làm sao đấy? Trời ơi, chị nhìn thấy cái rổ rau này á, là chị lại nhớ tới cái vườn rau của mẹ chồng. Mẹ tưới bằng phân hữu cơ. Trời ơi, sao mà nó cứ ghê ghê làm sao á. Thì đó, vậy mà anh Tài á, anh ăn nhiệt tình lắm đó chị. Ừ, không hiểu sao ta, chú ăn ngon vậy ghê á. Em lặt rau xong chưa vậy Ruby? Dạ, em đang làm này chị. Xong nhanh đi rồi đưa qua đây chị rửa. Dạ, được rồi, chị cứ để em làm cho. Chị chỉ cần chỉ bọn em thôi là bọn em làm được hết. Đúng rồi đó Bích, cứ để cái Bi đó làm, nó lười lắm. Chị mới lười á. Trời ơi, chị lười cũng đâu có bằng em đâu. Em thì hai chị em mình lười như nhau, được chưa? Thì em biết tại sao không? Tại vì công việc ở trong nhà là Thím Bích Thím làm hết, nên thành ra là chị ngại động tay đụng chân vào, chứ đâu có phải chị lười đâu mà em. Chị bỏ cái lý do đó đi. À, thôi, chị hai với lại Ruby lặt rau nhanh đi, tới giờ cơm mọi người đói rồi đó. Vâng, em đang làm đây mà. Xin
Quay đi, không bảo chủ đại chính ý, quay cái gì tùm lum à? Sao chị không nói đi, em không có mở miệng được. Cái con nhỏ này, vô dụng ghê luôn á. Chị nói em vô dụng hả? Chị đừng quên là hai chị em mình đang chung thuyền đó nha. Chị đừng để cái bi này lật cái thuyền nó lên đó. Xong chưa? À, dạ đây. Ờ, à, Bích à? Sao chị? Em tính ly dị chú Tài thật hả? Đúng đó chị. Em thấy chị phải ly dị từ lâu rồi á, chứ không phải chờ đến tận bây giờ mới ly dị đâu. Cái con nhỏ này nói cái gì tào lao vậy? Chị cứ để em nói đi. Chị thấy không? Chị Bích nhà mình vừa đẹp gái lại siêng năng, vậy mà lấy phải ông chồng. Nghĩ đến mà em tức, phí hết cả thanh xuân. Mà chị có biết điều cần làm ngay lúc này của chị là gì không? Là chị phải thoải mái lên, chờ cái ngày ra tòa. Sau đó chị ăn mặc lộng lẫy. Để làm gì? Để cho lão ta phải hối hận, sau đó quỳ trước gối của chị. Rồi chị vô tình chị đá một cái cho lão ta bật ngửa. Đó, nó là như vậy. Ê, chị thấy em nói đúng không?